Đàn bới tấp tấp, Angelina Jolie trả lương cho bảo mẫu 20 tỷ đồng một năm, Beyoncé thuê 6 người chăm sóc con, chi hơn 29 tỷ đồng để sinh con tại nhà. Angelina Jolie và Brad Pitt từng là một trong những cặp sao nổi tiếng và giàu có bậc nhất Hollywood, có tới 6 người con, nên họ không ngại chi tiền khủng cho bảo mẫu chăm sóc con mình khi hai người còn sống chung. Cặp sao chi khoảng 900.000 USD, 20 tỷ đồng mỗi năm cho các bảo mẫu. Cộng với nhiều chi phí khác, trung bình mỗi năm họ cần tới 10 triệu USD, 230 tỷ đồng dành cho các con. Cặp sinh đôi của nhà Jolie Pitt luôn là tâm điểm chú ý của dân mạng mỗi khi xuất hiện. Nhiều khán giả nhận xét rằng, càng lớn cả hai càng sở hữu nhiều điểm ưu tú của bố mẹ. Đôi song sinh long phụng của hai minh tinh Hollywood sinh ngày 12 tháng 7 năm 2008. Từ lúc chào đời, cả hai đều nhận được sự chú ý của công chúng vì sở hữu những đường nét xinh đẹp từ bố mẹ. Beyoncé và Jay-Z cũng là một trong những cặp sao nổi tiếng và giàu có nhất là nhạc Mỹ. Họ từng thuê tổng cộng 6 bảo mẫu để chăm sóc cho cặp song sinh và trả mỗi người 100.000 USD, 2,3 tỷ đồng một năm. Được biết, để chào đón hai đứa con này, Beyoncé và Jay-Z đã chia mạnh tay để thực hiện ca sinh nở tại nhà. Theo nguồn tin thân cận với gia đình cô, cả hai đã đầu tư hơn 1 triệu bảng, hơn 29 tỷ đồng để chỉnh trang ngôi nhà cũng như lắp những thiết bị y khoa cần thiết cho ca sinh của mình. Nhiều người cho rằng quyết định này của Beyoncé và chồng nhằm tránh sự quan tâm của cánh phóng viên và để đảm bảo riêng tư cho hai con của mình. Kim Kardashian. Trong khi đó, lúc còn sống chung, cặp sao tỷ phú USD Kim Kardashian và Kanye West thuê cả một đội chăm sóc 4 người con của mình. Theo nhiều nguồn tin, Kim và chồng trả mỗi bảo mẫu từ 500 đến 1.000 USD, 1,2 đến 2,3 tỷ đồng mỗi tháng, chưa kể tiền thưởng. Thậm chí, Kim Kardashian còn chi thêm tiền để chắc chắn là các con sẽ ngủ ngoan cả đêm. Dù đã có hai cô con gái xinh xắn North và Shant, song hai vợ chồng Kim Kardashian vẫn quyết định chào đón thêm một thành viên nữa trong gia đình. Nhưng Kim lại không thể tự mình mang thai, vì thế vợ chồng cô quyết định chi hơn 1 tỷ Việt Nam đồng để tìm người mang thai hộ. Theo tiết lộ của People và E! News, cặp đôi vợ chồng nhiều tai tiếng đã đặt cọc số tiền lên tới 70.000 USD, khoảng 1,5 tỷ đồng cho công ty môi giới để thực hiện việc này. Cụ thể, người mang thai hộ sẽ nhận được mức thù lao nêu trên trong vòng 10 tháng mang thai, cộng thêm 5.000 USD cho mỗi một em bé ra đời, trong trường hợp sinh đôi hoặc sinh ba. Tuy nhiên, ngoài kỹ năng nuôi dưỡng con trẻ, mọi bảo mẫu phải vượt qua nhiều bài kiểm tra trình độ cũng như ma túy mới có thể bước vào nhà các VIP. Họ phải ký hợp đồng đặc biệt cùng với những điều khoản không được phép tiết lộ. Lương lên đến 6 con số không còn là hiếm đối với lực lượng bảo mẫu chuyên nghiệp cho nhân vật nổi tiếng. Đây là mức lương cao hơn nhiều làm bảo mẫu bình thường và kèm theo là trách nhiệm cực lớn. Họ luôn ở trong trạng thái phải làm việc liên tục nhiều giờ suốt 7 ngày trong tuần và đáp ứng mọi yêu cầu riêng biệt của chủ nhân. Các bảo mẫu làm rất nhiều việc, chăm sóc bữa ăn giấc ngủ, đảm bảo hoạt động vui chơi an toàn cho lũ trẻ. Cùng với đó còn phải trông nhà, giặt giũ quần áo cho chủ nhân nhí, đặt lịch hẹn với bác sĩ nhi khoa khi cần, đưa đón bọn trẻ đi học. Họ luôn chuẩn bị tinh thần xách hành lý lên đường bất cứ thời điểm nào trong ngày khi có yêu cầu mà phải đảm bảo không quên hay mất hộ chiếu. Tuy vậy, các bảo mẫu sẽ được đi theo gia đình ngôi sao đi du lịch khắp nơi trên thế giới, được ăn theo chế độ dịch vụ xa xỉ. Một người làm việc tại công ty chuyên cung cấp dịch vụ bảo mẫu hàng sang, Nani & Butto, tiết lộ đã được chủ nhân tặng trang sức đắt tiền, vé xem hòa nhạc và thường xuyên cho tiền tiếp. Nhiều bảo mẫu chuyên nghiệp thậm chí còn tốt nghiệp đại học cao đẳng và có rất nhiều kinh nghiệm chăm sóc trẻ em. Và yêu cầu quan trọng nhất là luôn giữ kín miệng ở bất cứ hoàn cảnh nào.